Sau bao nhiêu đợt ngóng chờ thì đợt này em cũng có về đầm tím cho các chị đẹp mình rồi đây. Trời ơi, Linh phải nói là đẹp xuất sắc luôn ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho các chị đẹp mình. Cổ áo nhỏ nhỏ vừa phải dễ mặc nhưng mà mặc lên nhìn gương mặt của mình rất là sang luôn ạ. Tay lỡ nè, vai bầu nè, với phần tay như thế này mặc lên đảm bảo không có hề mà sợ bị lộ bắp tay luôn ha. Và mặc cực kỳ thoải mái luôn. Nhánh eo, dáng đầm phong xòe tròn tự nhiên như vậy. Trời xuất sắc chứ trời ơi, lấy phong lên dáng đúng định dáng luôn ạ. Tông màu của em nói là tông màu tím đậm nha. Hiện tại thì shop đang có cho các chị đẹp mình đầy đủ 4 size từ 40kg cho tới 70kg thì mình sẽ mang vừa luôn. Đầm này em may chị lẫn cho cả nhà mình hai lớp, bên trong có đứt lót thun cơ tông cũng là tông màu tím luôn ha, lớp lót cũng tím. Rồi thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi hai bên như thế này và có khóa cái ẩn đầm đằng sau lưng cho mình luôn ha. Chất liệu vải ren hoa thì ren ở đây thì nó sẽ có mix giữa ren hoa to nè, hoa nhỏ nhỏ nè, rồi cành lá nè, dễ thương không ạ? Và có kim tuyến và mình linh xinh xỉu luôn, kim tuyến cũng là màu tím luôn ạ. Hiện tại mã số 1650 shop đang sale trong bài livestream ngày hôm nay luôn. Chị nào mà mình may mắn thấy được bài livestream này tranh thủ vô đây liền rồi chia sẻ ra cho bạn bè cùng vào xem đó ha. Hôm nay sắp sale rẻ luôn ạ. Mua mẫu váy này tại cửa hàng nhà em mình mua giùm em với giá tiền là 599.000 đồng, và trong bài livestream ngày hôm nay shop sale cho mình chỉ còn 349.000 đồng thôi ạ. Trời ơi xuất sắc cả nhà ơi, trong tủ đồ của mình đã có cái em váy này chưa? Nếu như chưa có ngay bây giờ chút đơn liền cho em nha. Ren này thì bạn của nó có độ dày dặn vừa phải nè, vải êm mềm, cái chất rất là mát cho mình luôn. Chỗ đẹp lắm rồi ơi. Bên ngoài là ren lưới có phối kim tuyến như thế này nè, mặc lên không gây một chút xíu có chịu gì đâu nha. Và bên trong có đắp lót thêm thun cô tông cho mình nữa, trời phải nói là sang xịn mịn luôn ạ. À, đang sale rẻ 349.000 đồng, em bao giá toàn thị trường luôn, không shop nào mà dám bán một cái em đầm mà ren tím thiết kế đẹp như thế này mà giá 349.000 đồng cả. Và mình cứ hoàn toàn yên tâm là đầm anh nhẹm là tự may, tự thiết kế và tự sản xuất, đảm bảo không sợ bị đụng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường luôn nha. Và 40kg cho tới 70kg mình mang vừa chứ, em đứng gần cho mình xem nè, chỗ lung linh lấp lánh nghe chưa. Ren nè, cái này là ren sò ha, ren hoa cho mình đó, rất là đẹp đó. Cả nhìn nhìn giùm em cái vải này xịn lắm nha, giặt tay giặt máy được không có sợ là bị tua vải hay là bị chạy chị vải đâu chị yêu ơi, nó rất là đẹp luôn ạ. Chị Nguyễn Hạnh ok có đơn hàng chứ, hồng lan một chiếc luôn ạ. Ren thì bên em về nhiều đợt lắm chị, mỗi đợt em về một màu, mỗi màu là một kiểu và họa tiết cũng khác nhau hoàn toàn luôn. Cái chất của nó cũng sẽ hơi khác nhau nhưng mà mình cứ yên tâm, vải ren là phải nói là ren cao cấp xịn đẹp cho mình luôn, chỉ còn mua một lần thôi là mình ghiền liền luôn ạ. Dạ đồng anh nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà chứ yêu ơi. 53 tuổi mà thoải mái, U40, 50 trở lên mình mặc hợp và sang. Còn chị khách nào mà mình tầm mười mấy, hai mấy tuổi nè mà mình thích cái em váy này thì ok, mình cũng có thể băng chim thoải mái luôn á chị, xinh lắm luôn á. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1650 nha. Nhanh tay em tư vấn chừa hàng chừa sai cho mấy chế luôn đó. Còn chị khách nào đặt hàng chậm mới làm nó hết hàng nha, tại vì đồng anh nhà em từ trước cho tới bây giờ em chỉ về được mấy lần, một lần duy nhất rồi qua luôn chứ không về đi về lại mẫu. Chị Nguyễn Vân ok có đơn hàng chế ánh thơ một chiếc luôn ạ. Còn chị khách là mình đặt đơn nữa tranh thủ giùm em nha. Chị Ngọc Thi ok trước đơn hàng ở chế Ngọc Thi luôn, 63kg em có size cho mình đó, mình có thể mặc size XL hoặc là size 2XL tùy theo cái vòng eo của mình đó. Đặt hàng online thì mình đo kỹ giùm em số là ba vòng nè, chiều cao cân nặng của mình nữa nha, bên em tư vấn. Dạ được một màu duy nhất chị, đây thì em về nhiều lắm chứ ơi, đợt này em về màu tím, đợt sau em về màu khác cho mình nha, mà chưa biết về màu gì cứ ấn theo dõi trang bên em đi ha, chừng nào có thì em lên làm báo cho mình luôn. Và giá mà mình mua tặng cửa hàng thì lúc nào nó cũng sẽ cao hơn so với trên livestream cả, trên live là luôn luôn được sale nha, 599 giảm mạnh còn 349.000 đồng. Mua ở cửa hàng cũng vậy, mua trên livestream cũng vậy, cũng là cái em đồng đó. Và ở trên livestream cả nhà đặt đơn em giao hàng về tới tận nhà, khi mà mình nhận được váy tại nhà đó thì mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán, một uy tín chưa ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1650, cả nhà đặt đơn nhớ kỹ mã giùm em 1650 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng nha. Đồng đẹp thường về cho mình số lượng rất là ít, không có nhiều đâu, cho mình phải tranh thủ lên đơn chốt sớm. Mã 1650 số điện thoại và có chia sẻ livestream em lên like em share rẻ cho mình luôn ha. Dạ 54kg men vừa đấy chứ ơi.